Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đồ công Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 537. Thì video này là một cái video cần của lô này là lô hàng tuyển nha mọi người. Ngày hôm nay em có size là có là cần ISO, ISO khuyên lớn, khuyên nhỏ, cần dây trong, cần khúc. Khúc thì hôm nay có là 2 khúc, 3 khúc dành cho khách ta sau câu sông, câu hồ hoặc là câu biển, lua biển, câu đánh lăng xê hoặc là đánh bạo lực, đánh lục gần bờ đều có cả. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309. Thì cái số điện thoại vừa rồi thì nó có cả cái tài khoản Zalo. Còn bên em có thêm một cái tài khoản Zalo nữa là 0766609682 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây có này. Thì cây số 1 ở đây em có, đây là một cây cần ISO khuyên nhỏ, cần của Shimano. Thì ngày hôm nay em có là 3 cây Shimano và đều là 3 cây khuyên nhỏ. Thì ngày hôm nay là cần ISO là đa phần là cần Shimano cả. Đây, cây số 1 này là một cây ISO của Shimano, dài 4,5 m, ngọn số 2. Ngoại hình thì khá là ok, mới sáng nha. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Cây này là 4,5 m, ngọn số 2, cần được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật nha mọi người. Ngoại hình mới đẹp, nhưng mà cũng có một vài cái vết sờn xước nhỏ nhẹ, chỗ này là nó bám bẩn này, nó sờn xước nhẹ thôi, khá là mới đẹp. Và khoen của cần, cái này khoen là khoen Fury cả nhá, có là 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu, dài là 4,5 m. Ngoại hình giống bên trong. Thì những cái cây cần trong video này thì là lô hàng tuyển, nên tất cả những cây này thì ngoại hình cũng khá là ok, độ mới là trên 80% cả nhá mọi người. Mới đẹp, trời xước rất là nhỏ. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào, mới sáng thế này nha, có sờn nhẹ một vài cái điểm nhỏ do va chạm nhẹ thôi. Và cái số 1 này dài là 4,5 m, khi rút về còn lại là 100 cm. Gốc có độ lớn là phi 18, ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Cây này nặng là 158 g và có độ cứng là tầm khoảng 2 h nhé. Và cây số 1 này có giá là 900.000, cần của Shimano, được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật. Tương tự cây số 2, cây số 2 ở đây em có cũng là giống như cây số 1, nhưng mà cây này là ngọn số 3 nha mọi người. Và cây này cũng được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật. Cây này cũng vậy, ngoại hình mới đẹp, tài xước rất là nhỏ, có một điểm mấy cái lớp keo chỗ này, nó keo chạy này nó hơi bong nhẹ xíu cái vị trí này một xíu nè, chỗ này nó bị vướng gì, cái gì đó nó bị bung nhẹ một xíu đó. Bát của cần cũng là bát kẹp Fury FS6, ngọn số 3, dài 4,5 m. Và khoen của cần, cái này khoen cũng là khoen Fury cả, tất cả các khoen đều là khoen Fury, có là 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu, cũng có 8 khoen và một đầu bu nha, tổng cộng là 9. Ngoại hình bên trong, cái này ngọn số 3 thì cứng tầm khoảng là 3 h. Ngoại hình mới đẹp nha, cái này ngoại hình khá là mới đẹp, trời xước khá nhỏ. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào, giống thứ hai cũng vậy, mới sáng. Và cái này cũng được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật nha. Và cây số 2 này dài 4,5 m luôn ạ. Cây này rút về còn lại là 100 cm. Gốc có độ lớn là phi 19, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này nặng là 203 g và có độ cứng là 3 h. Và cây số 2 này cây giá là 1.100.000. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây có là một cây cần của Shimano luôn. Cây này cũng được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật nha. Cây này 5,4 m, ngọn số 3. Cây này là có cái size là 5,4 m nha. Cây này ngoại hình cũng vậy, cũng khá là mới sáng, có sờn nhẹ xíu này, nó có sờn cấp keo phủ bóng này. Đấy, vết bẩn, bám bẩn, vết sờn nhẹ. Cây này bát của cần là bát kẹp Fury FS7, cần của Indonesia, xuất Nhật, dài 5,4 m, ngọn số 3. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5,3 m nha. Cây này thì hạ ngọn một khoảng là 10 cm ạ. Và khoen của cần, cây này khoen là khoen Fury, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu, tổng cộng là 10 khoen nha, còn cả là tính đầu bu cả nữa là 10. Ngọn của cần này, cái này thì ngoại hình giống bên trong như thế này.
Đây là giấm thứ hai, tính từ ngọn tính vào. Ngoại hình thì cũng khá là ok, sờn nhẹ, có một vài điểm hơi sờn nhẹ một xíu. Đây, có điểm sờn nhẹ. Đây là giấm thứ ba, tính từ góc tính vào. Giấm thứ ba này có sờn nhẹ nha, có những vết sờn nhỏ này. Có sờn. Những vết sờn này nó sờn những vết mảnh khá nhỏ, mảnh li ti như này thôi. Dài 5m3, ngọn 5m, cây này chiều dài thực tế của cần nặng là 5m3, ngọn số 3 nha. Và cây số 3 này dài là 5m3, phi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này nặng 302g và có độ cứng là 3H. Và cây số 3 này có giá là 1.200.000. Cần của Shimano được sản xuất ở Indonesia xuất nhập. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em cũng có là một cây của Shimano luôn ạ. Cây này thì được sản xuất ở Trung Quốc xuất nhập nha, Made in China. Cây này thì ngoại hình có hơi sờn, có sờn hơi nhẹ. Bát của cần cũng là bát kẹp Fury FS6 như này, được sản xuất ở Trung Quốc. Dài 5m3, ngọn số 2. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 5m3 nha. Cây này ngoại hình bên ngoài nó có hơi sờn thế này nha mọi người, hơi sờn nhẹ một xíu, giống bên ngoài. Và khoen của cần, cây này khoen thì có là khoen Fury, có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu. Bát này để sót cái bát bụi bám thôi. 9 khoen và một đầu bu ạ. Ngoại hình bên trong, cái này thì giống ngọn, ngoại hình giống ngọn thì khá là ok luôn. Có điểm định vị khoen trên các trên giống ngọn thế này nha. Định vị giống, cái này là định vị giống, điểm định vị giống. Có một vài điểm sờn rất nhỏ. Nó có một vài điểm nó xước nhỏ đi tên như này. Dài 5m3, ngọn số 2. Đây là giống thứ hai, tính từ góc tính vào. Cần của Shimano được sản xuất ở Trung Quốc xuất nhập. Dài 5m3, ngọn số 2. Thì cây này khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.4 ly, cây này nặng 219g và có độ cứng là dao động khoảng 2 đến 3H nhé. Và cây số 4 này cây giá là 900.000. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây em có đó, cũng là một cây của Shimano. Cây này thì cũng dài 5m3, ngọn số 3 luôn, và nhưng mà cây này là cây ISO khoen lớn nha mọi người. Chưa có cần. Cây này ngoại hình khá là mới đẹp. Vớt bám bẩn thôi. Bát vẹn, bát Fury, cây này bát vẹn. Còn được sản xuất ở Indonesia xuất nhập. Dài 5m3, ngọn số 3. Đây có một điểm sờn nhẹ xíu. Cái này thì ngoại hình mới sáng luôn. Khoen của cần, cái này khoen là khoen Fury. Có là 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu. Khoen lớn, dòng là dòng khoen lớn. Còn 4 cây lúc nãy là khoen nhỏ nha. Cái này ngọn số 3. Ngọn số 3 thì cứng, đối với khoen lớn thì cứng tầm khoảng là 4H. Cũng có điểm định vị giống nè, có đường định vị giống. Ở hai giống ngọn, định vị giống hai giống ngọn nè. Ngoại hình cây này mới đẹp. Cây này khá mới sáng luôn nha, cây này mới. Sớt rất là nhỏ thôi. Cái này mới sáng. Thì cây số 5 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 103cm. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2 ly.
Cái này nặng 280g và có độ cứng là 4H ạ. Và cái số 5 này có giá là 1.250.000 ạ. Tiếp đến là cây số 6. Cái số 6 đây em có là một cây dài 5m4, ngọn số 5 thế này. Đây là một cây cần đai hoa, và đai hoa này là dòng cần hàng nội địa nha mọi người. Đây, chua của cần. Và cây này cũng là cây ISO khoen lớn. Đai hoa hàng nội địa. Sờn nhẹ, sờn khá mảnh đó. Lớp sờn, lớp keo phủ bóng do va chạm thôi. Bát vạn, bát fore, bát vạn thế này. Dài 5m4, ngọn số 5. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 5m4 nha. Chắc của nó xoắn vòng rất là đẹp mà. Và khoen của cần là khoen furi, khoen lớn thế này. Có là 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu. Có 7 khoen và 1 đầu bu nha. Cái này khoen lớn ta đánh lăn xe. Ngọn số 5. Ngọn số 5 mà cứng tầm khoảng 5-6H, dao động 5-6H nha. Ngoại hình bên trong khá là ok. Cây này ngoại hình mới sáng luôn. Chắc của nó sáng vào. Sáng vào chìm thế này nha. Nhưng mà nhìn của cá vẫn có ánh vân lên rất là đẹp. Và dòng đai hoa này, dòng đai hoa hàng nội địa. Bám bẩn này, một vài cái lâu quá nó bám bẩn. Sờn nhẹ lớp keo phủ bóng xíu thế này thôi. Đây là giống thứ hai, có một vài điểm sờn nhỏ nhỏ. Không nhiều lắm, nhìn rất là sáng bóng. Đây là giống thứ hai. Có một vài cái nó do kéo giống nó cả cái hạt cát. Nó xước hạt cát nhẹ. Và cây số 6 này dài là 5m4, khi rút về còn lại là 110cm ạ. Gốc có độ lớn là phi 29, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này nặng 573g và có độ cứng dao động tầm 5H nha, 5-6H tầm 5H đây. Và cây số 6 này có giá là 1.500.000. Cần đai hoa nội địa. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây dây trong nha. Cây này dây trong này dài là 3m1. Đai hoa hàng Japan, make in Japan, chua của cần. Cái này thì cái mức shop nó hơi bị lâu ngày nó bị bám bẩn xíu. Đai hoa dài 3m1, có độ cứng 50, make in Japan. Cái này là cây dây trong nha mọi người. Mọi người có thể chúng ta dùng luồng dây trong ta xài, hoặc là chúng ta không thích thì chúng ta lên khoen ngồi. Khá là ok. Đây, cái điểm này là mức shop nó bị cấm đất này. Lớp tem nó hơi sờn xíu ở đây. Và khoen của cần là khoen Furisic. Khoen ngồi của khoen dựng luồng bên trong là khoen Furisic nha. Bu của cần cũng vậy. Bu của cần là bu Furisic dài 3m1, có độ cứng là 50. Tai qua made in Japan, tai qua Nhật nha. Cứng 50. 50 ở đây là bên 50 bên cần khúc nha mọi người. Chắc của nó sẵn vòng rất là đẹp. Ngoại hình cũng khá là ok. Cây này nhìn vào ngoại hình bên giống bên ngoài thì nó hơi có một vài thì vị trí nó có bị bám bẩn nhỏ nhỏ thôi. Sờ xước thì không nhiều lắm. Ba mét mốt. Và cây số 7 này dài 3m1, khi rút về còn lại là 112cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cái này nặng 289g và có độ cứng là 50. Cần được make in Japan nha. Cái này thì ngoại hình có vẻ nó hơi... Đây, cái bức xốp này. Cái này thì ban đầu em về người ta dùng một cái lớp bên keo họ quấn lại, nên em phải tháo ra nên nhìn nó hơi bẩn một xíu. Đây, bức xốp nó cấn. Và cây số 7 này, cái giá là 1.000.000. Dài là 3m1. Tiếp đến là cây số 8. Cây số 8 ở đây em cũng có một cây đai hoa, và cây này cũng là cây dây trong, cây đánh bạo lực. Ta dài là 2m7, cứng là 150, dành cho khách ta câu bạo lực, câu biển. Ta đánh bạo lực hoặc là câu tra. Dài 2m7, cứng 150. Và đai hoa này thì được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, made in Korea đây. Đai hoa Korea. Bát vạn, bát các bạn như này, mức xốp của cần này, khoen của cần, bu của cần là bu Furisic như này nha, dài 2m7, có độ cứng là 150, rất là cứng, cần bạo lực nên sinh cá lớn này, là khách ta đánh
bánh tra, cau tra rất ok luôn. Ngoại hình bên trong khá là mới đẹp. Cần của đai qua. Và cây số 8 này dài là 2m7, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 3.7 ly. Cây này nặng 355g và có độ cứng là 120. Cây này cứng 120 theo thông số của cần. Và cây số 8 này có giá là 1.150.000. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 ở đây là em cũng có là một cây đánh biển câu bạo lực nha mọi người. Cây này là 3 khúc 3m. Cần của Olympic. Đây. Chuôi của cần đây ạ. Cái này thì em sẽ view từng khúc một. Cái này ngoại hình cũng vậy, khá là ok. Phần gốc của cần một shop. Bát vạn, bát Fury, bát vạn thế này. Một shop của cần này. Cái này thì bên trong cũng khá là mới đẹp luôn nha. Nhưng mà về cái này họ cũng bắn cái băng keo này, em phải tháo ra nó có làn bẩn thôi. Họ sử dụng họ thích quấn băng keo đó tạo sự ma sát của cần này. Bên trong rất là mới đẹp. Dài 3m, chất của nó là sánh vòng này. Nhìn rất là đẹp cái chất của nó. Và khoen cái của nó là khoen biển, khoen Fury, khoen biển thế này. Khoen mới sáng luôn. Khoen cái. Và khoen biển kiểu là khoen bướm, khoen ba chân nha mọi người. Còn hai khúc còn lại này. Cái chỗ này là họ đi chỉ để cho nó tạo độ nhám hai khúc này. Rất là sắc sảo. Xoắn vòng. Và khoen của cần nhờ hai cái khoen ở hai khúc còn lại cũng là khoen Fury, khoen biển kiểu thế này nha mọi người. Khoen biển, khoen chân rất là dày. Như này. Bô của cần cũng vậy. Bô chống xoắn luôn. Ngoại hình khá là mới đấy. Có một vài điểm lớp keo phủ bóng nó nổi hạt nước nhỏ li ti xíu thế này thôi, không đáng kể lắm. Thì cây này có tổng cộng là 3, 4, 6, 7 khoen và một đầu bô. Có một khoen, tất cả các khoen đều thuộc cái dòng là khoen Fury, khoen biển cả. Đấy. Thì cây số 9 là dài 3m, bao gồm 3 khúc. Và cây này khá là cứng. Cây này cứng tầm 150 đến 200, nhưng dao động 150 đến 200 nha mọi người, rất là cứng. Dành cho khách chúng ta đánh biển. Thì cây số 9 này có thông số là dài 3m này. Thì mỗi khúc có chiều dài là 1m1. Và gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 4 ly. Nặng 479g và có độ cứng dao động 150 đến 200. Và cây số 9 này có giá là 1.700.000. Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 ở đây có là một cây dài là 2m8, bao gồm 2 khúc như này. Cây này thì rất là mới đẹp luôn. Cần của đai qua, kiểu dòng đời cao nhé mọi người. Đây, cán của nó này. Nó kiểu dẹp hình chữ khối, hình chữ nhật thế này. Và chất của nó là xoắn X2 da, bát vàng. Bát vàng thế này. Mốt xốp của nó đây. Có cấn nhẹ xíu, không đáng kể lắm. Dài 2m8, bao gồm 2 khúc. Chất của nó là xoắn X2 da nha mọi người. Những cái điểm này họ đi xuống cái lớp sơn rất là dày nên mình không có thấy được chất xoắn X2 da nữa này. Ngọn của nó nhìn rất là đẹp và nổi gân thế này. Khoen của cần là khoen Fury, đá sứ xám xanh, dài 2m8 ạ. Cần của Daiwa, dòng là cần đời cao, xoắn X2 da. Khoen Fury, đá sứ xám xanh nha. Cái này ngoại hình mới đẹp, dòng là carbon wicker 3/m, dòng 3/m nha mọi người. Dòng cần hàng hệ của đai qua thế này. Thì cây này dài 2m8, có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10 khoen và một đầu bô. Bô của cần là bô Furisic. Cái này thì nó có độ cứng dao động còn khoảng là 50 đến 80. Cái này có độ cứng, bởi vì cần của này là ngọn tháp, nó có độ cứng dao động khoảng là 50 nhá. 50, dao động 50-80 nha mọi người. 50. Thấp nhất là độ cứng 50. Rất là cứng cần. 50, dao động độ cứng 50-80. Cây số 10 này dài 28. Ống của cần thì có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Và nặng 307g và có độ cứng dao động khoảng 50-80. Và ngọn tháp nên nó sẽ cong đầu ngọn và có độ cứng khá là nảy. Và cây số 10 này có giá là 1.800.000. Cần của đai qua, dòng bao vào mét. Carbon wicker 3/m, dòng cần hàng hệ. Tiếp đó là cây số 11. Cây 11 ở đây có là một cây cần của Shimano. Cái này thì dài 2m4.
có một vài điểm nó bám bẩn nhẹ thôi. Bát vặn, bát Fore, bát vặn thế này nha. Dòng Holder Boston. Cắn. Mốt shop thì nó có, em về theo lô, một lô lớn thì nó sẽ có bè nhau lẫn nhau, nó cắn nhẹ thôi. Khoen của nó này, khoen của nó khoen Fore, kiểu là chân tròn thế này nha. Khoen này nhìn khá là chắc chắn luôn. Và cây Shimano này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, dài 2m4, có độ cứng là 150. Cần của Shimano này. Cái này, những vết này nó có sơn nhẹ này. Sơn. Khoen ở bu của cần là bu Fore 6 luôn nha mọi người. Fore 6. Ngoại hình thì cũng khá là ok, sơn nhỏ thôi, sơn nhẹ thôi. Dài 2m4, có độ cứng là 150. Thì cây số 11 này dài 2m4, khi rút về mỗi khúc thì có chiều dài là 1m3. Góc có độ lớn là phi 25, gọn có độ lớn là 3 ly. Cây này nặng là 372g và có độ cứng là 150 nha. Đây, khá là cứng. Chúng ta câu biển, ta đánh bạo lực, khá là ok luôn. Và cây số 11 này có giá là 1.500.000, cần của Shimano ạ. Tiếp đó là cây số 12. Cây 12 ở đây em có là một cây dài 2m4, cần của Shimano luôn ạ. Cây này thì được sản xuất ở Trung Quốc xuất Nhật nha mọi người. Dài 2m4, chuôi của cần này. Cây này màu đỏ này, dài 2m4, 7, có độ cứng là 50, được sản xuất ở Trung Quốc, Made in China. Bát vặn. Bát Fore, bát vặn như này. Một số có một điểm nó cắn nhẹ. Khoen của cần, cái này khoen của cần cũng là khoen Fore, dòng Fore đời mới thế này nha. Bu của cần cũng là bu Fore 6 thế này. Dài 2m4, có độ cứng là 50. Cần của Shimano ạ. Thì cây số 12 này dài là 2m4. Được sản, mỗi khúc thì có chiều dài là 1m25. Góc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cây này nặng là 215g, cây này có độ cứng 50 theo thông số của cần nha mọi người. Cây này thì dao động 30 đến 50 nhé. Em báo độ cứng dao động đó. Và cây số 12 này có giá là 1.050.000. Tiếp đó là cây số 13. Cây 13 ở đây em có là một cây lua biển. Cây này lua 3 khúc như thế này. Chua của cần đây ạ. Phần gốc của cần, gốc của nó thì nó có cắn nhẹ phần của xốp một xíu. Bát vàng, bát Fore. Cái này là lua chân khoen, khoen lớn thế này nha. Lua nước mặn. Tem của cần, tem vàng thế này. Dài là 3m6, bao gồm 3 khúc. Cái này tải mồi là từ 10 đến 42 gram. Khoen của nó của cần tất cả các khoen đều là khoen Fore thì cả. Khoen cái là khoen Fore size 30 nha. Đấy. Tất cả các khoen đều khoen Fore, khoen Fore đã sơn xám xanh, khoen khá là mới đẹp, có tổng cộng là 4 6 7 khoen và một đầu bu. Cái này cứng, độ cứng thế này. Cứng M. Tải mồi là từ 10 đến là 42 gram. Test select này. Và cây số 15 này có giá là 1.400.000. Tiếp đó là cây số 16, cây cuối cùng. Em nhầm cây đó, cây vừa rồi là cây số 13 nha mọi người, cây 13 1.400.000. Tiếp đó là cây số 14, cây cuối cùng. Cây 14 ở đây em có là một cây dài là cần của Shimano, dài 4m, bao gồm 3 khúc này. Thì cây này khách chúng ta có thể đánh lên xê hoặc là chúng ta đánh lục gần bờ được nha mọi người. Đánh 20-30m gần bờ được. Cần khúc. Cần của Shimano bao gồm có là 3 khúc thế này. Khoen của cần là khoen Fore, khoen kiểu chân cao thế này. Khoen này thì khách ra dây cũng rất là nhanh. Bát vặn, bát Fore thế này. Dài 4m, bao gồm 3 khúc cần của Shimano. Ngoại hình cũng khá là ok. Một vài điểm nó có bám bẩn nhẹ xíu. Điểm này là dính keo.
kêu xíu chỗ này. Bô của cần là bô fluoristic. Bô fluoristic. Khoen của nó cũng là khoen fluoristic. Tất cả các khoen đều là khoen kiểu khoen chân cao. Và khoen cái là khoen fluoristic gặp được như thế này nha. Cái này nó phải dính keo của sợi dây sẽ chung buộc nó vào, nó phải cháy keo. Khoen chân cao này có tổng cộng là 4 khoen và 1 đầu bô nha mọi người. Cây này là cây 4m bao gồm 3 khúc như này. Và cây số 14 này dài 4m và gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2.8 ly. Cây này nặng là 471 g và có độ cứng là 50 bên cần khúc nhé. Cần lục tầm khoảng là 25 bên cần lục nha mọi người. Nó đánh có thể đánh gần bờ được. 40. Lục bền. Đánh ra là đánh lục bền được. Và cây số 14 này cây giá là 1.500.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 14 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Em xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người ạ.